Hello, xin chào 500 anh em nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Radiant. Lại đây ha, tiếp tục chuyên mục tin tức xe máy ngày hôm nay. Mình sẽ cập nhật giá bán cũng như trả góp và giới thiệu một phiên bản R15 ha, V3 2021 này, màu đen ha, rất là đẹp luôn nha. Và mình làm theo ý kiến của một số bạn bình luận trên kênh YouTube của mình nha. Tại vì dạo này tháng 3 này mình không có quay, là hiện tại xe nhập về khó quá mọi người, nhập không có xe luôn. Và các bạn mua rất là nhiều, độ bao nhiêu là mua bấy nhiêu luôn, cũng như nguyên bản cũng mua luôn mọi người. Thành ra không có xe quay cũng như không có xe độ luôn. Thì hôm nay cửa hàng mới về hai chiếc, một chiếc màu đen này cũng như một chiếc màu gì đó, nhưng mà đang lên màu xanh lục bảo nha. Đó, mình báo mọi người biết ha, để anh em nào thích cái màu xanh lục bảo có thể liên hệ anh Côn rồi đặt hàng luôn, là cửa hàng đang đổ đó. Còn chiếc này chiếc Gin chưa đổ nè ha. Rồi vậy là mình sẽ cập nhật giá bán cũng như trả góp cho dòng R15 V3 này ha, ở giữa tháng 3 cho đến cuối tháng 3 này nha. Thì 500 anh em cũng như tất cả mọi người mình xem xong video clip, nhớ đăng ký kênh giùm mình cũng như like video clip để ủng hộ và cập nhật những thông tin mới nhất về xe máy nha. Thì theo như thường lệ mình sẽ quay sơ mặt tiền cửa hàng xe máy An Thành Pháp chút xíu nha, để 500 anh em cũng như tất cả mọi người mình đi mua xe mình dễ nhận biết luôn. Thì đây là mặt tiền cửa hàng xe máy An Thành Phát. Cửa hàng tọa lạc ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ, hướng đi vô cổng phụ khu công nghiệp Mỹ Phước 1, phường Thái Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Bạn nào có nhu cầu mua xe cứ liên hệ theo số điện thoại 0961 469 919 của Bình Côn nha. Và số điện thoại mình cập nhật phía góc trái màn hình nha mọi người, rồi chó ở dưới đó, nên mọi người cũng như 500 anh em mình xem liên hệ cho đúng ha. Rồi bây giờ mình sẽ cập nhật giá bán luôn nè. Thì hiện tại cửa hàng xe máy An Thành Phát đang bán phiên bản Yamaha R15 V3 này với mức giá là khoảng 71 triệu đồng cho phiên bản nguyên bản nha, hay còn gọi là màu green đó, là cái màu này nè, đó là 71 triệu đồng nha. Và giá mình báo áp dụng cho giữa tháng 3 đến cuối tháng 3 ha, lúc nào cũng đã có thuế VAT 10%, mọi người chú ý nha, khi mình đi mua xe mình phải hỏi cho kỹ nha, là giá anh chị báo đã bao gồm thuế VAT 10% chưa. Tại vì nhiều cửa hàng báo không có gộp thuế VAT 10% vô, nên nhiều khi các bạn nghe giá nó rẻ nhưng mà thật sự khi cộng thêm thuế VAT 10% vô, có khi giá nó mắc hơn giá mình báo đó nha mọi người, chú ý hen. Đó là 71 triệu đồng nha, đã bao gồm thuế VAT 10% cho màu green hay còn là nguyên bản á, là cái màu này đó. Còn màu độ thì tùy màu thôi mà có giá khác nhau nha. Về vấn đề trả góp á, thì dòng này cửa hàng hỗ trợ là các bạn chỉ cần trả trước khoảng 10 triệu đồng thôi, chỉ 10 triệu đồng thôi là các bạn có thể làm hồ sơ trả góp rồi và lấy xe về. Còn bạn nào mình có điều kiện mình cứ trả trước càng nhiều càng tốt nha. 10 triệu là mức tối thiểu cửa hàng cũng như ngân hàng hỗ trợ các bạn thôi. Còn bạn nào mình có điều kiện thì mình cứ trả trước 15, 20, 30, 40 triệu gì cũng được nha. Và đặc biệt là trả trước 50% giá trị chiếc xe, là nhận ngay cả vẹn gốc ha. Thủ tục trả góp thì cũng rất là đơn giản luôn, cũng như mọi lần thôi. Đó chính là chỉ cần chứng minh nhân dân cộng bằng lái hoặc là chứng minh nhân dân cộng hộ khẩu. Hai loại giấy tờ này các bạn photo công chứng hoặc là giấy tờ gốc và đủ 18 tuổi là mình có thể làm hồ sơ trả góp nha. Và cửa hàng hỗ trợ trả góp toàn quốc, giao xe tận nơi luôn. Đó. Và thêm một đặc biệt dành cho các bạn nữa nè, là bạn nào khi tới mua xe xem kênh YouTube của mình ở ngoài khu vực tỉnh Bình Dương sẽ được hỗ trợ thêm 500.000 tiền xăng xe đi lại nha. Có thể là các bạn được hỗ trợ 500.000 tiền xăng xe hoặc là các bạn trừ cho giá xe cũng được nha, nói chung là sao cũng được hết ha. Đó, ok ha, nói chung là tùy à, muốn hay trừ thẳng cho giá xe luôn, còn không thì hỗ trợ 500.000 ở ngoài riêng. Đó, ok ha. Thì ngoài hỗ trợ 500.000 tiền xăng xe này ra, các bạn cũng nhận được các quà tặng bình thường như là nón, nhớt, áo mưa rồi các kiểu, tùy từng tùy lúc thôi. Nói chung là mùa mưa thì tặng áo mưa, mà mùa nắng thì tặng nón nhớt đó, vậy đó, ok ha. Rồi đó là về thông tin trả góp cũng như giá bán ha. Và bây giờ như hồi nãy mình nói á, là cửa hàng đang đổ thêm một em xanh lục bảo, đợt này nhập về đúng được hai con thôi, thì một con màu đen này cũng như một con Gin kia thì đang tháo ra sơn lại màu xanh lục bảo rồi đó, nên mình không có quay được thì mình báo cho mọi người biết vậy đó. Tại vì mình sợ mọi người nhiều khi trông ngóng quá đó, thì mình cứ đặt cọc anh Côn thôi, cứ đặt cọc ok thích cái thì anh Côn giao cho luôn. Màu xanh lục bảo thì bạn nào mà vô kênh mình á cập nhật là biết à, mình có cập nhật 2-3 lần rồi, một trong những màu cực kỳ hot trend luôn trong năm 2020 cũng như năm 2021 đó. Còn anh em nào mà hay là bạn nào mà thích màu green này nè, màu đen này nè, có thể mua luôn. Tại vì sao mình trừ lại màu đen này để mình quay, cũng như anh Côn trừ lại để quay, là tại vì màu đen nhìn rất là đẹp nha. Thường thường màu đen là tượng trưng cho sự quyền lực, mọi người thấy không, toàn đen luôn. Và màu đen này nè, các bạn để green cái màu đen này và về các bạn muốn dán đề can gì cũng được đó. Màu trắng hồng xanh đồ thì nó khó dán, chứ còn riêng màu
màu đen là rất là dễ phối màu nha. Màu đen mình dán màu trắng, màu đỏ, màu vàng, màu hồng gì cũng được hết á. Đó. Nó giống như cái nền trắng vậy á, mình muốn dán màu gì cũng được hết á, miệng đừng có dán màu trắng vô là chồng màu là được. Đó, cũng như màu đen này cũng vậy luôn. Các bạn miệng đừng dán màu đen là ok, còn tất cả các màu phối vô đều ok hết á. Nó đều hay hết. Đó mà thấy không? Rất là dễ phối màu luôn. Và màu này là màu đen nha mọi người. Ok ha. Đó, mình giới thiệu quay cho anh em luôn. Để mà thiệt, nói chung là dòng R15 này bây giờ cửa hàng nhập về không có đủ xe bán luôn mọi người, hot lắm. Giờ đổi chiếc nào là anh em lụm chiếc đó liền luôn à, nhiều anh em còn đặt cọc trước luôn mọi người. Ok ha. Chiếc này thì mình quay sơ sơ mọi người xem thôi. Đó, 360 độ nha. Còn chi tiết động cơ cũng như thông số kỹ thuật đồ các kiểu thì chắc là anh em đành quá đúng không? Chiếc này đã lâu rồi mà, đâu có gì đâu. Đó. Ok ha. À, mình cũng nhận hết một số bạn về vấn đề này luôn. Mình thấy dạo này có nhiều bạn hỏi, thứ nhất là về vấn đề trả góp, thứ hai là về vấn đề làm biển số xe, và thứ ba là vấn đề báo giá xe. Thì nhiều bạn á, thứ nhất vấn đề trả góp nè, thì trả góp á, bây giờ mình không thể nào tính cho các bạn được. Tại vì sao? Tùy mức các bạn trả trước bao nhiêu và tùy gói các bạn chọn bao nhiêu mà ngân hàng sẽ tư vấn chính xác cho các bạn. Ví dụ như các bạn trả trước 10 triệu mà các bạn góp 12 tháng, nó lại khác. Mà các bạn trả trước 10 triệu góp 13 tháng, 14, 15, 16 tháng nó lại khác. Đó, nên là mình không thể nào có thể tư vấn kỹ hay là tư vấn hết được cho các bạn, mà các bạn chỉ cần liên hệ anh Côn hoặc là cửa hàng sẽ được anh Côn cùng cửa hàng tư vấn thôi. Đó, ok. Mình chỉ báo là trả trước bao nhiêu đó tối thiểu là có thể mua được xe. Còn có điều kiện mình trả trước càng nhiều thì lúc đó là vấn đề của ngân hàng tư vấn cho các bạn ha. Thứ hai là về vấn đề biển số xe. Thì như mình có cập nhật rồi, biển số xe là tùy từng khu vực. Ví dụ như nhà giá này là 71 triệu chưa bao gồm phí lăn bánh, chỉ có thuế VAT 10% thôi nha. Còn một cái phí lăn bánh nữa thì gọi là phí trước bạ hay là gì đó. Thì cái này là tùy từng khu vực. Ví dụ mình ở Bình Dương mà khu vực mình là ở xã, huyện thì tiền làm biển số nó sẽ rẻ hơn so với lại ở thành phố thủ dầu một hay là thị xã Thuận An lấy theo rồi đó, thì làm biển số nó sẽ mắc hơn. Nói đơn giản vậy nè, bạn nào mà thấy ví dụ đi xe mà biển số như là 61B1 hay là 61B2B3 hay là C hay là D thì chắc chắn là tiền làm biển số nó sẽ mắc hơn so với những bạn mà đi ví dụ như là 61G1H1E1F1 thì nó sẽ rẻ hơn đó. Để vấn đề mình góp ha. Về vấn đề thứ ba cũng như là vấn đề cuối cùng về vấn đề giá bán. Tại vì sao nhiều anh em thắc mắc là cái ủa sao anh không báo luôn cái giá màu độ đi. Thật sự là mình cũng rất là muốn báo giá màu độ luôn, nhưng trước đó lâu rồi mình làm video mình báo về giá màu độ này, nói chung là cũng muốn báo chi tiết cho anh em á, nhưng mà nhiều anh em coi á cứ toàn là bị nhầm không à. Cái ủa sao bên kia bán chiếc R15 này nguyên bản có 71 triệu mà sao bên anh bán tới 70 mấy 80 90 100 triệu dữ vậy. Thì thật sự là mình báo là mình kêu mình báo màu độ, nhưng mà anh em này không biết sao cũng không nghe đó, thành ra mình không dám báo màu độ luôn, nên mình cứ báo nguyên bản màu ghi cho chắc. Còn màu độ thì anh em cứ thích thấy video mình màu đẹp cứ liên hệ anh Côn thì anh Côn sẽ báo luôn giá lăn bánh ha. Đó, đó là ba vấn đề mà mình muốn tâm sự tới anh em cũng như giải thích cho anh em rõ ràng luôn nha. Rồi, như vậy là mình vừa cập nhật giá bán cũng như trả góp cho dòng R15 V3 ở giữa tháng 3 đến cuối tháng 3 này. Tất cả mọi người mà có nhu cầu mua xe cứ liên hệ theo số điện thoại 0961 469 919 của anh Côn nha. Và 500 anh em cũng như tất cả mọi người xem xong video clip nhớ đăng ký kênh giùm mình cũng như like video clip để ủng hộ và cập nhật những thông tin mới nhất về xe máy ha. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video clip sau.